Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở lại với một cái event mới của tháng này. Đó là event 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và chúng ta cùng xem sơ qua thể event thì gồm có những gì. Và chúng ta cùng ăn thử như thế nào nha Nam. Anh em rời không tiếc lên web nè. Anh em ơi, và sau khi Khải vô thì event này thời gian bắt đầu vào 16 tháng 4 là ngày hôm qua. Thì được rồi, nó có gì đặc biệt hơn không nha mọi người? Thú nhiên liệu mở ra. Rồi ra mấy cái này, tấm áo chiến sĩ, mũ, quần, ba lô. À, gọi Trường Sơn là mua điện tống kim. À, ok, với lại gọi chiếc võng Trường Sơn 50 điểm. Ok, 50k điện tống kim này. Sau khi ăn điện tống kim sẽ ra được hơn chương và mấy cái đôi top. À, huy chương này là ăn tiền vạn chứ. Còn cái huy chương anh Dũng là tiền xu, là 10k xu này anh em. 1000 cái sẽ là 10k xu. Rồi, em sẽ có phần top ban hội cá nhân. Rồi. Cái này thì tiền vạn thì Khải không chưa ăn. Em mà tiền vạn ăn được 5 tỷ à, 5 tỷ kinh nghiệm à. Rồi, bỏ ăn bên. Rồi chúng ta chờ đến event tiền xu. Tiền xu mua này được 15 tỷ nha mọi người. 1000 event thì bộ quân trang anh Dũng. Đây nè, logo của nó đây. Đó. Thì sẽ được mỗi cái 15 triệu S. Và cho một cái thì được 15 tỷ. Sau khi anh sẽ được mảnh buông tiêu, phi dân, chiếu dạ, mảnh rương, hiệp cốt, nhu tình, định quốc, lên màu hồng ảnh. Rồi, pháo hoa, đại lễ, là Evan. Pháo hoa này là bắn. Bắn đạn. Lỗi gì vậy? Ủa, cái bắn đạn nó làm gì đây? Lỗi lên kiện dùng để lắp súng trường AK. Ủa, cái này là cái lạ gì vậy ta? Không hiểu cái này ta. Bắn đạn này là cái gì trời? À, chắc là lấy 50 bắn đạn được. Là nuốt à, 50 băng đạn là nuốt. Rồi là hộp anh dòng chứa. Rồi sau khi anh xong sẽ được một cái hộp hộp quà đặc biệt. Cắn ra sẽ được một số phần thưởng như sau. Số lượng sử dụng được 50 sử dụng. Là anh em à. Rồi được đóng đồ này, phi phong này. Thật kiểu. Ủa cái băng đạn này thấy là lạ nha. Cái hộp này mua đúng. À, những cái băng đạn là 50 cái này, ăn kèm này, lấy kinh nghiệm này. À, còn cái hộp này chỉ có một hộp thôi, mở ra đông được một trong những hộp sau. Rồi boss, vé số, phòng ho, cá nhân, pháo, phong, pháo tiềm năng và kỹ năng. Mặt nạ may mắn, thiết tinh tinh hồn. Thiết tinh hình bằng nhiều tâm kinh. Đại lực phi tốc. Còn không gì thì đổi, sẽ đổi ở vòng sáng này mà, vòng sáng siêu đẹp, 200 sinh lực. Rồi 300 vòng ho cá nhân băng hội. Tiếng tinh, tiết hợp tinh. Rồi sau khi mở ra là ngẫu nhiên được một trong các bộ trang bị này. Một trang bị một món thôi nha nè. Được một món rồi mọi người. Hên xui được một món trong những cái món này. Rồi. Đồ lần này ra được hên xui ăn ba luôn nè em ơi. Sau khi mở được cái hộp này. Ngẫu nhiên sau khi mở cái hộp ngẫu nhiên. Đây nè. Rồi ok đấy. Sau khi ăn đủ 1000 là đủ nó ra này nè. Nó sẽ ngẫu nhiên ra ăn ba nữa nha nè. Ngựa kháng cả. Rồi sẽ được một sau khi động 1000 cái nữa thì vẫn được một set hồng ảnh và là ba vị kiếp càng khôn bắt bắt rừng nhung tình nè. Nói chung là tương đối như nhau nè, em bên anh khá là nhiều đồ. Rồi cái gì học quà tặng người yêu à, cái này là nguyên liệu của đó. Ép tiếp tục cái phần tiếp theo xuống trường, ép xuống trường. À, sau khi ăn xuống trường thì sẽ được khá đồ, ít đồ. Rồi, ok. Một đại là được ra ít đồ nè. Rồi, nói chung là nó không khác gì nữa mà. Nó tương đối giống như những mùa trước. Và đặc biệt hơn là nó có vòng sáng nó lạ hơn, đẹp hơn một xíu thôi. Với lại đường kinh nghiệm như nhau. Rồi, bây giờ chúng ta cùng trở lại với event cho anh em xem nha. Trước tiên thì Khải sẽ đi mua 50 cái nguyên liệu tống kim. 50k. Rồi đang chụp cao với cái liệu loại 50 điểm. Rồi. Chiếc võng Trường Sơn này 1000 cái. Rồi 50k điểm. Rồi đủ nguyên liệu. Rồi đi đổi xu. Đổi xu. Anh Vinh lấy dòng sáng này nọ với lại lấy phi phong rồi đánh liên đấu tiếp theo bạc này nha nè. Bạc này sẽ đánh liên đấu trận. Xếp đồ của anh Tùng sẽ chuyển qua.
và sẽ đánh tiếp tục 48 trận tiếp theo để tranh giành tốt. Ok, nhiều quá. Nhìn mây phiêu lãng, ánh trăng nơi thành thành sơn. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Thời gian trôi thoáng qua như mùa này. Đâu, đây rồi. Sự kiện này lớn quân tư. Mua huy chương anh dũng. Đây mình sẽ mua 1.000 cái. Rồi. Đó là giải ép nha nè. Kích vô. Ghép bộ anh dũng. Ok, 1.000 cái. Rồi, chuyện đó thôi. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Bây giờ thì Khải qua bên kia rồi, cánh mình quá tưởng thôi, quốc ơi. Cho xe nó quá tưởng, cánh quá tưởng thôi, quốc ơi. Cho nó mất tưởng. Nó là hủy rồi. Rồi, cuối hạng. Rồi, nó cánh mày bánh rồi nè. Vui. Cá nhân bình đẳng. 1.000 cá xem được gì đây? Lời hello đây. Ê, bên này thì anh chi phí còn tốn 10 kim nha nè. 10 kim với 50k điện tống kim thì mình đánh tống kim ra là không bao nhiêu. À, được 5 điện tống đánh cho đường môn luôn, ngon. Pháo 30 tương tươi, 2 pháo, ngon. 2 pháo, ui, cái này là pháo kiếm đánh. À, ok, có cánh kiếm 2 bộ nè. Xích thú 7. Rồi, mình pháo. Được 2 cái pháo rồi. Mấy người đây. Người 5. Bông tiêu 2. Và mấy cái mảnh phi dân xích thú chiếu dạ là mảnh 80 có giá nha mọi người. Còn lại là bông tiêu 2. Tức là hám không bình thật. Anh cái này úp chắc khoảng 120 nè mà 120 á. Gần 120 luôn á. Chắc là qua 120. Khiến định là hơn 120. Anh em đang xem thì có thể đỡ lại cho video khám lại sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Gần 300 cái rồi nè. Vẫn chưa có gì biến đổi. Úp cấp cho 19. Mực nạ may mắn. Tiên hóa lộ quá tưởng. Một boss đặc biệt. Trời, thật sự anh boss hiếm quá nè mày. Quá hiếm boss. Ô, được 5 điểm tiềm năng nữa, ngon. Kiếm cá kỹ năng nữa. Kiếm cá kỹ năng nó đúng bộ à. Đợi anh những đầu mùa nè. Nó đồ rất là nhiều, ok. Giờ sau mùa anh đa số nó kiểu nó không có nhiều đồ. Nó còn gì đâu không. Boss cũng hiếm luôn. Đây, mỗi nói boss này được 2 con boss anh đang không. Anh 10 kim tương đương 700.000 mà. Thật sự là đen không? Rất là khó ra được vài boss luôn. Rồi 500 cái. Cái gì là mày. Tiếng hỗn lộ. Tiếng hỗn lộ. Quá tử, quá tử. Quá trời, quá trời, quá tử luôn. Quá tử, quá tử, boss. Rồi, được 3 con boss. Quá tử này tầm 50 xu một cái thôi nè. Anh Khải giao dịch quá tử này khác nè. Nó khỏi chọc đường nha. Cho anh Thúy Yên này là nó đi chanh nè. Quá tử, Thủy Tinh nè. Rồi, là Khải tính sơ sơ cho này. Ủa, có nào hủy đâu. Đây, quá tử là mấy bình? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11. Rồi thì tinh nè. Ông bình nè. Đây. 11 bình thì tương đương khoảng 550 xu à. Được 550 xu rồi nè. Ba con boss. Boss đại là 400 là cho 900 này, 900 và cái này một con 100 nữa là 700.
thu được 700 xu rồi đấy. Mới mực nào là bỏ qua 700 xu. À, được rồi, tiền thấu lộ này 15 xu một bình. Còn gì nữa không? 700 xu. Rồi, ok. Đó, nhiều đó được 700 xu rồi đó. Còn lại 340 cái nữa. 69 cái nữa. Trong trong rừng tí anh nhớ đi thôi má. Rồi. Mấy cái 700 xu à, mấy cái này tìm năng kỹ năng tí là tính sau nha. Thôi. Tiếp tục quá tiểu. Mấy người này vứt luôn đi. Người này không có giá trị. Một viên tinh hồn. Hai viên tinh hồn, ok, có lãnh đạo. Tinh hồn nhớ thì tinh hồn này cũng khó ra gơ luôn. Quá tử tiếp. Tính ra quá tử nhiều chứ. Thành đô băng đạn. Hồi sinh ra 50 băng đạn mà nãy giờ mới có 23 này, hơi ít nè. Lên cấp thì tin. Rồi em cũng vèo 120 rồi nữa mà. Tinh hồng. Ba chiến tinh hồng, đỡ khổ. Rồi, một ổ trống, ok nè. Nãy được cho khoảng 900 xu rồi đúng không? Để tính cho anh em xem coi, được gì đây. 900 xu, mới bình thường thổ lộ nè. Bình cho 20 xu đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15. 15 là 30 xu, nó là 1K2. K2 tinh hồn tầm này 100 xu. 1, 2, 3, K5. K5, đúng không? K5, đúng không? K5 rồi. Bây giờ là... K5 với lại hai bình này là 100 xu nữa. Là 1K6. Hai bình quá tưởng nữa là 1K6. Rồi, được chứ. Mười lăm năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ. Ca xấu tìm em trong phòng bà gió. Món này nó nhiều quá. Ui, quá đấy. Rồi, một ca xấu. À, còn mấy cái bộ tiềm năng thì à, tầm này cứ một bộ mới chắc khoảng một kim nữa. Nay được 1,5 đựng kim rưỡi nữa là 3K1. Cho 3K1 đi. Cho 3K1 đi. Rồi bên đây là 3K1 nha nè. Tiềm năng tiềm năng nè. Đó. Đó. Còn này phải cho ngày 10. Này phải cho ngày 10 nút. Tại vì đường môn tầm này chưa cần lắm. Khi nào cần phải sẽ mua sau. Cần ngày 10 trước. Thu được 3K1 rồi. Được 3K1 rồi. Mọi người cuối ấy. Gì đây? Chùa không là 3 bí kíp này mời. Bụng gương gương. Không là 3 bí kíp. Để làm cho tính. Rồi tính ra thu được 3K1 rồi nha. Tiếp tục qua được gì đây? 3K1. Ba k một và cá nhân được 500 cá nhân bán không được 500 xu. 3K6 vui. Càng khôn là khoảng 2 kim. Càng khôn trong này còn 2 kim nữa nè. À, khoảng 5K6. 5K6 đi khá cả đừng có khá cả này. 5K6 vui chọn không bình chán được 5K6. Rồi chọn nguyên luôn. Tính ra 5K6, ok. Giờ còn 27 băng đạn à. Đồ một lần này ít băng đạn như ta. Anh băng đạn không nhanh à. Băng đạn thường thường là anh 50 cái ấy. Mà tầm này mình anh không có là 3 bí kíp. Có là 3 bí kíp được vài ca nữa rồi.
không là ba mươi kiếp. Thế chuyện giới mới đầu chứ. Càng khôn xong tiệp. Ok, hai cấp kiếm lên. À, khui này. Khui bắn đạn này. Ôi, không phải. Cái mua này không có 50 cái kia ta. À đây đây, lộn. 50 cái hộp quà này, gắn này. Kiếm phi phòng rồi. Đó là bắn đạn để đi ép cái kia này mà. Một thị tinh này. Ok, một phá tiềm năng nữa, ngon. Cho nghe mây luôn, hợp lý. Nó nung lên. Nhớ là cái này được. Pháo, kỹ năng tiếp, ngon. Một pháo tiềm năng. Lại pháo nữa, tiềm năng nữa. Ôi, nghe mây đủ bộ rồi. Cho nghe mây luôn nhanh em. Ôi, hàng về. Hàng về. Đó, chủ yếu kiếm cái này nè. Mấy ngày, 3 ngày, ôi trời ơi. Rồi, 3 kim cũng được anh em à. Đó, 8k6 cái này, 3 kim nữa đây. 5k6 nhá, 5k6 cái này, 3 kim nữa, 8k6. Đó, ngon lành cành đào. Có đánh tông kim, có đánh liền đấu. Ui. Ui, ngon quá. Tiếp tục bắt rút. Ui, trời mọi người rất tốt. Đi phong, đi phong. Đi phong đó. Đi phong vào. Ui, tìm... Ai chà. Thêm cái phong nữa. Ôi cái này 7 ngày luôn nè. Ngon. 7 ngày. Ngon lần cần đào. Ôi thêm cái nữa. Cái này 3 ngày. Ngon. Ây xà. Khá là nhiều. Ok anh em ơi. Hôm nay mình đủ chi tiêu rồi. Đủ chi tiêu rồi. Cắt cái hộp này. Đó, bữa nào mở tiếp nha nè. Ngon. Đủ chi tiêu rồi. Dư sức rồi. Rồi ok. Bây giờ giao dịch hai cái này cho nghe mi nữa. Cho nghe mi kháng cả 10 luôn em ơi. Ngon quá. Nói chung là 8k6 rồi. Cái phong này 7 ngày cũng đựng kim, 9k6. Cái này 3 ngày được 5 xu đi. Cái này một khoảng 1 kim rưỡi năm, 7 ngày 1 kim rưỡi đó. Là khoảng 10k. 8k6 cái này 1k rưỡi nữa, 10k1, cái này 500 nữa. Ok ngon, thêm được 1 bò nữa. Nói chung là thu được hơn 12 kim anh em ơi. Lời được khoảng 2 kim. Nói chung lời vẫn cho ạc xài luôn, không có bán nha mọi người. Khá chủ yếu là anh Kevin đỡ kiếm đồ cho ạc xài cho nên mà khá đi hai ạc á. Một ạc nghe mây thì đỡ sói, còn ạc đường môn đã tống kim á. Nên là một lúc đầu tư hai ạc đó nè. Rồi ok. Là tương đối là con Nghe Mi đủ hai bộ pháo luôn. Rồi có thêm phi phòng cái năng phi phòng kháng cả 10 nữa. Kháng cả 10 7 ngày nữa. Quá đẹp. Rồi. Ok. Quá chất luôn. Rồi Nghe Mi đủ tuyệt đối luôn. Nghe Mi không thiếu gì luôn. Quá ngon. Rồi đi ép phi phòng cho Nghe Mi ạ. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khá một like chia sẻ ủng hộ cho nha anh em ơi. Và lần này anh Vinh này thiệt sự là lời không lỗ đâu anh em ơi. Khá còn 20 mấy chục phút nữa là hết cái cần khôn khai cán sâu nha nè. Đó, trời ơi, quá ngon lành cành đào luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, anh em đang xem video đừng quên đỡ lại cho video anh Vinh 30 tháng 4 1 tháng 5 này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và sau khi up Evan xong thì lên được mấy chục điểm tiềm năng nữa. 20 điểm tiềm năng. Kỹ năng thì dư rồi, kỹ năng thì mày dư nữa mày không nói luôn á, dư điểm quá trời. Rồi, rồi tăng thêm ít mới lên 3.400 rồi. Đó, rồi tăng thêm thông pháp lên đam, mình lại thích đam nè, đúng rồi, ok. Rồi, đỡ lên phi phong bao nhiêu đây? Lên phi phong. Tăng cái phong kỹ năng này cho nó chất luôn nè, không có ngại. Cái này là mình tìm rồi nè, con này nó tấm kim nó sướng. Đó. Hàng về lực tay 8k5, 7k1. Quá đẹp luôn. Đó, ok luôn. Rồi, tống kim thôi nè. Còn cái này thì chắc là vứt cho này trong bang thôi. Rồi, cái kiểu vứt Nghe Mi rồi, đẹp quá. Rồi, anh em xem video đừng quên cho một like hộ cho nha nè. Đó. Rồi, chậm. Rồi, giờ ấn mịt nè, kháng cảnh năm rồi nè. Rồi, kháng cảnh năm rồi đó. Kháng được nhiều đó thôi nè mà. Trang sức thì khả năng mang trang sức sinh lực đó. Nên không có kháng cảnh năm. Ok, kháng đánh tông kim mà chỉ 80 chậm, 80 chót thôi. Chứ đồ đạn cũng không được ok lắm. Tầm này đồ này vẫn tốt nè. Đánh tông kim vẫn chắc, vẫn tốt hàng ngày nè. Đó, 80 chót, 80 chậm. Sẽ hiệp cốt. Rồi. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Và đừng quên Khải up video vào lúc 11h15 hàng ngày. Cũng như là tối Khải livestream trực tiếp vào lúc 7h30 tối nha nè. Ok, bye bye mọi người.